mở lên xe chưa ạ? À, được rồi á chị, nhưng mà máy mình hơi chậm á, chị nói đến lúc nào cũng phải vào sớm nha chị. Dạ, với lại nói anh nhà mình xem thử là có bị virus gì không. Dạ, chị nói anh mình kiểm tra ha. Dạ, được rồi á chị.